chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 1/10/2009, Sở Hồ Chí Minh cái dàn trang bị vạn người mời. Cái chiếc Easter là một cái dòng xe được yêu thích nhất tập Nam từ đời đầu đến cái đời mới năm 2009, thì người tiêu dùng luôn có cái sự quan tâm nhất định vào cái dòng xe con tay này. Người mới một Easter rất nhiều, nhưng việc chi ra một khoản tiền lớn để nâng cấp cái chiếc xe cho mình thì còn có nhiều người phải đắn đo. Nhưng sự thật tài chính đủ mạnh thì mới làm được điều đó. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái chiếc Easter được nâng cấp một cách là chân thật ở phần dàn chân đắt giá. Cái cụm thắng sim được nguyên chỗ bằng cái cụm thắng alin cho cái cảm giác thắng bực mà hơn. Tay thắng có cái phần gọn gàng thì người chủ không dùng cái bình dầu thắng mà xài một cái ống thanh mỹ để chứa dầu thắng. Bộ mâm người chủ lựa chọn cực kỳ sang chảnh chính là cái mâm K7AD. Đĩa thắng trước đến từ đại điểm của Rainbow Overside, một cái dòng đĩa mà được rất nhiều anh chia sẻ kỹ ngày nay của chủ. Để tối ưu cái phần hiệu thắng thì người chủ xe đã nâng cấp cái con heo Rainbow Bombit để xứng. Chiên dầu cho con heo đặt cọc để dầu đậu có những cái ngắt dầu sạc sở. Bộ tem xe này góp phần làm tổng thể em ấy liền đạt hơn nhờ một cái cách phối màu hài hòa giữa những màu sắc cam, đen, xám. Lốp máy đã dùng cái lốp của FZ màu đồng tạo một cái điểm nhấn cho cái phần lốp máy. Cấp Kinrush thay thế cho cái cấp nguyên bản. Trang bị bộ cấp này khiến chiếc xe có nước đề bạt không bị sần lắc. Phu sau đã khắc phục Harlin bình dầu rời đến từ thời điểm, mức giá tiền rất cao. Hiệu năng nhún nhảy cây phục này là điều khó phải bàn cãi. Không những có một hiệu năng nhún nhảy nên cái sự êm ái rất cao, mà cây phục này còn có răng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu người sử dụng. Sacha 1/10 độ nước ngày với cái dàn di động bạc chịu. Dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 1/10 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp. Không chỉ đẹp, độc, đỉnh, mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, phát rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực Matrix kẹp sườn với 16 nấc chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kiển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cốt combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ tăng STP được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh canh cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F1/10/2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chiêu gồm thế pha biển số. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.